Hello các bạn, thật là may mắn nha các bạn. Mình bẫy đầy đỏ mà dính một em phen vàng quá to các bạn. Nãy giờ mình nuôi có nuôi phen mà chưa thấy em nào to con như em này, mình tưởng nó hít cô không các bạn. Đây mình đưa các bạn xem nha. À, trước tiên là dính một em đầu đỏ trống nha các bạn. À, nó cũng làm sập cái nhánh xuống che lại cái màn hình, không biết mình có quay được hay không nữa. Nhưng có một cái là đây là nhân vật chính này các bạn. Một em phen vàng các bạn, phen vàng rất là to con. À, các bạn thấy cái đầu nó là khủng không? Mình hơi bất ngờ các bạn, không ngờ là mình thấy đầu đỏ mà dính phen vàng. Ở đây có phen vàng nha các bạn. Giờ hôm trước mồi của mình á, nói chung cũng bởi mình nuôi để đi bẫy chơi thôi, bị chuột ăn lại cho nên là mình không có bẫy phen được. Cái này mình sẽ dưỡng em này vào cám lại để mình bẫy phen nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác. Này nắng quá rồi mình sẽ về đây. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. À quên nữa các bạn ơi, mình phải thả em đầu đỏ này thôi. Đây đầu đỏ mình ở nhà cũng có nuôi rồi, mình nuôi được hai em mồi non lên. Nhưng mà gần đây nó sổng mất hết một em à. Cho nên mình dưỡng lại một em trống bổi. Hôm nay cũng khá khá, ăn cám được mấy ngày và cũng kêu rồi các bạn. Cho nên mình cũng không có thời gian để nuôi bổi tiếp, cho nên là mình sẽ thả em bổi này thôi. À, trước khi về mình trả tự do cho nó nha các bạn, mình thả ngay tiểu này luôn. Lỡ như có ổ rồi nó cũng không có bị chết con nha các bạn. Đi đi con. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Còn mình xin phép xử lại em phen vàng này các bạn. Rồi. Đẹp quá.